Thưa quý vị, quý 1 dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng các chỉ tiêu kinh tế của thành phố Vũng Tàu cơ bản đạt kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020, nhất là trong lĩnh vực thu ngân sách, dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, lĩnh vực du lịch, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm vì nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy, trong quý 2 này, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế đang gặp phải, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển làm bàn đạp cho việc hoàn thành kế hoạch năm. Quý 1 năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa của thành phố Vũng Tàu là 7.527 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp là 7.209 tỷ đồng, tăng gần 2,4% so với cùng kỳ. Nổi bật là thu ngân sách của thành phố đạt 1.375 tỷ đồng, bằng 33,4% kế hoạch năm. Đáng chú ý hơn là thu nội địa chiếm đến 86,5%, đạt 1.190 tỷ đồng. Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 135 hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi và thu hồi bồi thường khoảng 3,4 hectare đất với tổng kinh phí khoảng 168 tỷ đồng. Trong công tác quản lý tài nguyên môi trường, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện khâu đột phá giải quyết cơ bản các điểm đen ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố. 11 trong tổng số 15 phường trên địa bàn thành phố cũng tiến hành thu phí sử dụng tạm vỉa hè. Bên cạnh những mặt đạt được, thành phố Vũng Tàu cũng gặp khó khăn do một số lĩnh vực kinh tế chưa tăng trưởng đạt kỳ vọng đề ra. Trong đó, do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà ngành du lịch chỉ đón và phục vụ 460.000 lượt khách, giảm so với cùng kỳ. Tính đến ngày 15 tháng 3, thành phố mới giải ngân được gần 161 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng cơ bản tỉnh, đạt 16,85% kế hoạch vốn năm 2021. Giải ngân được gần 30 tỷ nguồn vốn thành phố, chỉ đạt chưa tới 4% kế hoạch vốn. Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị xây dựng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các ngành các cấp địa phương phải nhanh chóng khắc phục ngay trong quý 2 này. Thành phố sẽ tổ chức triển khai quyết liệt và đồng bộ. Trước hết là phê duyệt các quy hoạch 1/2000 và 1/500 theo tỉnh chỉ đạo. Cái thứ hai là những nội dung có liên quan đến công tác trật tự đô thị và trật tự lòng đường vỉa hè của thành phố phải tổ chức một cách bài bản để lấy lại thành phố một cách ngăn nắp và có trật tự. Đặc biệt trong năm 2021 thì thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng để tỉnh triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Và thành phố cũng tập trung cho công tác triển khai các dự án đầu tư công. Nhận thấy rõ sự khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch. Trong quý 2 đến cuối năm, thành phố Vũng Tàu quyết tâm xây dựng thành điểm đến của những sự kiện để thu hút khách, tạo cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Do đó, thành phố Vũng Tàu sẽ liên tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao như lễ hội ẩm thực, món ngon phố biển, giải chạy bộ âm nhạc, giải bơi biển và giải bóng đá, vô địch quốc gia các môn bia, snooker, bi sắt, môn wushu, vô vi nam và vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021. Song song đó, thành phố cũng triển khai đề án phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035, và triển khai làm phim quảng bá du lịch Vũng Tàu. Trong lĩnh vực đầu tư công, năm nay thành phố Vũng Tàu sẽ triển khai 160 dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách của tỉnh và thành phố. Tổng vốn bố trí 1.715 tỷ đồng. Để giải ngân hết nguồn vốn này, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các phòng, ban chức năng địa phương và cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công các công trình thiết yếu phục vụ cuộc sống người dân. Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn bồi thường. Đối với dự án trọng điểm như công viên Bầu Sen, khu công viên văn hóa đô thị mới Bầu Trũng, dự án nạo vét kênh Bến Đình, hạ tầng kỹ thuật, khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu sẽ phối hợp với các sở ngành, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án này. Thì đối với cái dự án Bầu Trũng thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác quy hoạch, thì sẽ báo cáo tỉnh để sớm phê duyệt cái đồ án quy hoạch 1/2000 cái khu Bầu Trũng. Đấy, thì có quy hoạch 1/2000 chúng ta mới triển khai các bước tiếp theo.
Còn đối với cái dự án khu Bồ Sen này thì thường trực thành phố cũng đã tổ chức họp, thì cũng kiến nghị tỉnh là sẽ thực hiện cái dự án hai giai đoạn. Cái giai đoạn một là cái dự án giải phóng mặt bằng với tái định cư, và cái giai đoạn hai thì chúng ta sẽ đầu tư cái hệ thống hạ tầng đường xá. Và đối với các cái quỹ đất sạch mà thương mại thì chúng ta sẽ đấu giá đất, còn những cái quỹ đất mà công viên thì chúng ta sẽ thực hiện là công viên. Luôn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, trở thành nơi đáng sống, thành phố Vũng Tàu dành nhiều sự quan tâm cho công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị. Trong đó có việc quyết liệt triển khai khâu đột phá, xử lý các điểm đen về môi trường trong năm nay. Về thu ngân sách, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt một số giải pháp tăng thu, khai thác hết dư địa nguồn thu và thu hồi nợ động thuế, nhằm phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt hơn 4.100 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra.